Xin chào quý vị và các bạn. Bên cạnh những mẫu Spur Sport và mẫu Adventure rất đẹp mắt, chúng ta có những chiếc Scrambler, rất nhiều Scrambler ở đây. Theo tôi, đây là những dòng xe người ta quan tâm hơn cả đối với Ducati, bởi đây chiếc xe mà có thể sử dụng hàng ngày, không giống với tư thế ngồi gò bó của những chiếc Super Sport hay sự to lớn đồ sộ của Adventure. Scrambler sẵn sàng cùng bạn đồng hành đi khắp mọi nơi. Đầu tiên, hãy bắt đầu bằng những thứ gì đó giản thể và hơi chút hoài cổ. Chúng ta có Scrambler Classic, giá bán là 361.900.000 đồng trong tháng 6 này. Thưa các bạn, đây là giá được ưu đãi trong tháng 6 nhân dịp triển lãm Việt Nam Expo 2018. Hãy cùng tìm hiểu. Đầu tiên là phần đèn pha, rất đơn giản thôi, vẫn là một vành LED và một bóng halogen ở giữa. Đây kiểu đèn tân nhiệt rồi, giống như tên của bản Scrambler, rất classic. Chúng ta có giảm sóc trước của Cabaya, có thể tùy chỉnh. Và chúng ta có phanh Rambo, có công nghệ ABS. Tất nhiên rồi, những cái công nghệ đã gắn liền với tên tuổi Ducati. Để tìm hiểu. Tiếp theo là phần động cơ. Tất cả những chiếc Ducati 800, Scrambler 800 phân khối đều sử dụng động cơ là twin, rất quen thuộc rồi. Có động cơ 800 phân khối cho công suất tối đa 75 mã lực. Cho nên là chúng ta có hệ thống xả tiêu chuẩn thôi. Những chiếc Scrambler khác có hệ thống xả tốt hơn, chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Và điểm đặc biệt nhất của phiên bản Classic đó là phần yên này. Phần yên được thiết kế, được tạo hình quả chám tuyệt đẹp. Đối với tôi thì đây là chiếc yên có thể gọi là êm ái nhất trong số những chiếc Scrambler đang có mặt ở triển lãm hôm nay. Chúng ta tìm hiểu phần tay lái. Vâng, rất cao ráo. Chiều cao của tay tương đối hợp lý đối với thể trạng của tôi, 1m7. Và tôi nghĩ sẽ tương đối hợp lý với cả những người dưới 1m7. Chúng ta có nút đề tất nhiên rồi, rất đơn giản. Thậm chí phần tay này cũng tương đối nhỏ, bạn thể so sánh ở đây. Chúng ta có một đồng hồ cũng rất tối giản thôi, đồng hồ LCD hoàn toàn. Vâng, đây là chiếc Classic. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu một chiếc xe có lẽ sẽ hấp dẫn hơn đối với giới trẻ. Vâng, chỉ nhìn thôi đã thấy mê rồi. Đó là chiếc Scrambler được làm theo phong cách Cafe Racer. Hãy tìm hiểu đầu tiên vào phần tay lái, bởi vì đây là phần tôi cảm giác nó mang lại một chút gì đó cảm hứng. Vâng, tay lái clip-on, không phải tay lái liền giống như chiếc Classic nữa. Đang có biểu tượng Scrambler đây, vẫn là khối đồng hồ lắp ở lệch sang bên trái, bên phải một chút. Vâng, vẫn là tay ga, bướm ga điện tử. Vâng, có một đôi gương đậm chất Cafe Racer. Vâng, gương tròn mà được lắp ở phần gù, tuyệt đẹp. Và đây chúng ta có bộ vành sơn màu vàng đồng đá trấu, quá đẹp mắt. Bộ vành này kết hợp với màu nâu của yên mang lại một chút gì đó thực sự Cafe Racer. Vẫn là giảm sóc Cabaya giống như bản Classic, chưa có gì nâng cấp cả. Chúng ta cũng có phần bình xăng ở đây, được nhấn nhá bằng những họa tiết màu vàng đồng, tương tự như màu của bộ la răng của chúng ta. Và chúng ta vẫn có khối động cơ 800 phân khối 75 mã lực nhưng đã được ốp trang trí, nó mang chút gì đó hiện đại hơn phiên bản Classic. Vâng, và ở đây hệ thống xả quá nổi tiếng rồi, Termi-Mobi, hai họng xả và chúng ta có phần ốp rất chắc chắn. Chúng ta có đây phần che này, nó mang số 54. Đây là phần tiết được lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua của nhiều thập niên trước. Và phần yên này, chúng ta có phần yên được tạo hình dọc rất mềm mại. Và đây chúng ta có phần ốp đằng sau có thể tháo ra để có thể chở thêm một người nữa. Nhưng tôi nghĩ cái phần yên như thế này tốt nhất lên đi một người thôi, người ngồi sau rất dễ trượt. Hãy xem ở phần đèn phanh. Vâng, trái ngược với cái phần chắn bùn khá nhiều, nhô ra khá nhiều của bản Classic, chúng ta có phần chắn bùn tương đối giản thể nhưng vẫn có cụm đèn như thế này. Và chúng ta có lốp của Pirelli và có phanh Brembo phía sau. Tất nhiên rồi, đồ chơi vẫn là rất nhiều, mà hơi tiếc một chút là giảm sóc sau vẫn là của Cabaya, chưa phải giảm sóc hàng nhịn. Và tiếp theo chúng ta có chiếc một phiên bản Classic được độ lại phần tem, có tên gọi là Mark 2.0. Còn tất cả những trang bị vẫn giống hệt một chiếc Classic bình thường thôi, mà chúng ta có một số điểm nhấn như sau. Chúng ta có vẻ chắn bùn trước màu nâu,
thêm họa tiết gợn sóng đen. Ở đây phần bình xăng rất đẹp, chỉ nhìn vào thôi tôi đã muốn mua rồi. Hơi tiếc là chiếc xe hơi đắt với tôi, bởi vì giá của nó là 364 triệu. Không sao, chúng ta hãy tìm hiểu tiếp. Đây là tìm hiểu những chiếc xe trong mơ thôi mà. Nếu mà Ducati dễ mua như thế thì có lẽ cái sức hút của nó đã không nhiều như vậy. Một chiếc xe đắt, một chiếc xe hiếm, nó mới thực sự khiến cho chúng ta khao khát nó. Vẫn là phần ốp tương tự như phần Cafe Racer, mà phần yên, yên này có vẻ hơi tối giản một chút. Tôi muốn nó phải sở hữu một phần yên tương xứng với phần rất đẹp của bình xăng này. Theo tôi, theo cái con mắt thẩm mỹ của tôi thì phần yên này chưa thỏa mãn tôi lắm. Nhưng mà phần vè này tuyệt vời, nó rất ăn nhập với phần bình xăng. Vẫn là những họa tiết được lấy cảm hứng từ những chiếc xe đua đời trước. Và phần lốp gai này sẽ đảm bảo chúng ta có thể đi được khá là nhiều địa hình, kể cả khi trời mưa, kể cả khi bạn đi vào những vùng sỏi đá chẳng hạn. Vẫn là phanh Brembo, vẫn là phuộc sau Caviglia. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một chiếc Scrambler đặc biệt hơn một chút. Vâng, chiếc xe trông rất cao ráo so với những đàn anh em của nó, chiếc Enduro, Urban Enduro. Điều chúng ta thấy khác biệt đầu tiên là phần giảm xóc trước này, hành trình rất lớn. Đó. Theo quan sát của tôi thì hành trình của chiếc xe phải khoảng 20 cm, có thể gọi là tương đương với những chiếc Adventure thứ thiệt. Chúng ta có vè trước lớn hơn hẳn và cao hơn hẳn, đậm chất Enduro. Chúng ta có phần lốp Pirelli Scorpion, và đây cũng là lốp mang đặc sệt cái chất off-road. Chúng ta có vành căm, tất nhiên rồi, khi chúng ta nếu xác định chúng ta sẽ chạy đường xấu nhiều thì vành căm sẽ tốt hơn. Tất nhiên rồi, vẫn là phanh Brembo. Và chúng ta có, đây rồi, chi tiết phần bình xăng rất đẹp. Cái sự khác biệt chúng ta có thể nhìn ra ngay đó là phần dấu X ở đây, và chỉ có phiên bản Urban Enduro lại có. Còn ốp bình xăng nhôm bằng classic như vậy. Chúng ta có màu trắng là chủ đạo và yên. Tất nhiên rồi, nếu mà đã xác định đi đường trường và đi đường xấu nhiều thì vẫn yên có lẽ không cần phải quá điệu đà như những chiếc Cafe Racer. Điều này tôi thấy khá là ổn. Động cơ vẫn là khối động cơ quen thuộc 800 phân khối thôi. Chúng ta có phần chống đổ được lắp sẵn luôn của Evotec. Chúng ta còn có trang bị này rất hay rồi nha. Chúng ta có vô của True Brother với lon bằng titan, dấu hiệu bằng những cái vết hàn ở đây nó đã đổi màu rồi. Chúng ta có phần chụp bằng carbon trang trí rất đẹp. Đó, đó là lý do vì sao nhiều đồ chơi như vậy mà chiếc xe này có giá bán cao hơn hẳn khoảng 387 triệu so với chiếc Scrambler Classic. À, còn một chi tiết nữa khẳng định cái chất off-road của chiếc xe, đó phần ốp bảo vệ ở đây bằng thép tương đối dày dặn. Có cái ốp bảo vệ này thì nó sẽ bảo vệ phần lọc dầu tốt hơn và bảo vệ phần bên dưới của động cơ tốt hơn, đà bắn mà cũng không sao cả. Tiếp theo nào, chúng ta có phần tay nắm này rất chắc chắn, chúng ta có thể lắp rất nhiều đồ vào đây. Vé sau đơn giản thôi, chúng ta có lốp chuyên off-road phanh Brembo. Tất nhiên những trang bị không thể thiếu đối với chiếc Ducati. Chúng ta có giảm xóc sau vẫn của Caviglia thôi, chưa phải của Olin, nhưng nó có thể tùy chỉnh độ giảm xóc. Đó, bây giờ chúng ta tiếp tục bước theo tôi và chúng ta sẽ tìm hiểu một chiếc Ducati. Phiên bản Icon này thực chất thì cũng không có quá nhiều điều để giới thiệu, ngoài một số những chi tiết hơi khác biệt một chút, đó là phần giảm xóc này đã được che chắn bằng màu đỏ, tất nhiên rồi rất nổi bật. Thì thôi, hãy qua chiếc Scrambler mà theo tôi là đẹp nhất trong triển lãm ngày hôm nay. Và tất nhiên rồi, đây không phải là trang bị mà chúng ta có thể mua sẵn trong Ducati, và đây là chiếc xe được độ theo ý muốn của chủ nhân của nó. Hãy cùng tìm hiểu phần ốp này, tuyệt vời. Trong cái con mắt chủ quan của tôi thì đây là chiếc Scrambler độ rất chuẩn. Ta có phần ốp này, hoặc có cách xe đua của những năm 1962. Chúng ta che hết đi phần động cơ, và như thế nhìn chiếc xe nó bớt bụi bặm hơn, chiếc xe nó thuần túy và nó mang chất đua hơn. Và phần yên này nữa,
Thật sự trong ý chí tưởng tượng của tôi cũng khó nghĩ ra được Vân Yên nào nó lại đặc biệt như thế này. Vân Yên được chia làm 3 mảnh và vẫn được đi cùng chắn bùn đằng sau, hoàn toàn che khuất phần đằng sau và phần đèn led đằng sau nữa. Đây các bạn có thể xem cực bé, một phong cách đậm chất cà phê racer đó. Các bạn có thể so sánh phần đèn led này rất bé. Về phần lốp thì nó không thay đổi gì, kể cả phần ống xả. Có lẽ chủ xe, chủ của chiếc xe độ này chưa muốn trang bị một ống xả nó cao cấp hơn chẳng hạn. Và điều đặc biệt nữa của chiếc Scrambler độ này, chúng ta có thể nhìn lên phần điều khiển đây, tương đối tối giản với chỉ bộ đồng hồ quen thuộc và một phong cách đậm chất cafe racer. Ở chỗ tất cả những trang bị, những thứ gì rườm rà đều đã bị loại bỏ đi tất cả. Chúng ta có tay clip-on gắn trực tiếp vào giảm sóc trước, đi kèm với gù Rizoma, gương Rizoma, gương kiểm gù theo dầu Bembo. Nói chung toàn đồ hiệu. Hơi tiếc là phần giảm sóc trước này vẫn của Kabeya, chưa được thay đổi. Theo ý kiến cá nhân tôi, có lẽ nếu thay olin vào sẽ đẹp hơn nhiều. Và bộ vành đen này vẫn là nguyên bản. Vâng, hãy tìm hiểu một chiếc Scrambler vừa mới được giới thiệu trong ngày hôm nay tại triển lãm. Chiếc Scrambler 11, gọi 1100 theo nhiều người gọi. Chúng ta có xem nào, về phần tay lái này, chúng ta có phần đồng hồ được thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc Scrambler từ năm 1970. Vẫn là đồng hồ hoàn toàn là dạng digital, màn hình LCD, nhưng nó có thiết kế hoài cổ. Đấy, bình xăng của phiên bản 1200 này, tất nhiên rồi nó háu đói hơn, động cơ những gần 1100 phân khối cơ mà, thì nó sẽ lớn hơn, chứa được nhiều xăng hơn để chúng ta đi được nhiều hơn. Và phần yên này rất đẹp. Chúng ta thấy phần thêu quả chám và chỉ tương phản. Ở bên dưới là phần ống xả, khiến tôi gợi nhớ đến dòng Monster đời thời trước. Ống xả hai bên ở ngay bên dưới yên. Và phần này tất cả đều ốp nhôm hết. Nhưng mà nếu mà tôi mua xe, chắc chắn tôi sẽ thay ống xả khác. Bởi nhìn hệ thống này nó vẫn hơi có gì đó lạc lõng. So với các phiên bản Scrambler đời 800, chúng ta có phần gắp sau này đôi bằng nhôm, có thể gọi là cao cấp hơn so với các phiên bản 800. Chúng ta có đây rồi, khối động cơ 1076 phân khối và có công suất lớn hơn khá nhiều so với dòng Scrambler 800. Scrambler 800 có 75 mã lực, còn chiếc Scrambler 1100 này có 86 mã lực. Chúng ta có hệ thống xả. Vâng, hệ thống xả mạ chrome tuyệt đẹp. Chúng ta có phần khung, theo quan sát của tôi là dán chắc hơn và hình như được bổ sung thêm một thanh cân bằng. Chúng ta có hệ thống giảm sóc trước xịn hơn rồi, của Marucci, xịn hơn Kabeya của những chiếc Scrambler 800. Chúng ta có phanh đôi của Brembo và đó là một phần của gói Ducati Safety Pack. Đúng là hàng hiện. Hãy xem giá bán của chiếc xe nào. Tầm 481,9 triệu đồng. Vâng. Nhưng đây chưa phải là chiếc Scrambler 11 đắt nhất mà chúng ta tiến ra kia. Vâng, đây là Scrambler 11 phiên bản Sport. Chiếc xe tuyệt đẹp và chỉ nhìn sơ qua thôi đã thấy chiếc xe rất nhiều đồ hiệu. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ trong một video sau.